bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Một tuần trôi qua chúng ta gặp nhau nhiều lần trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thưa quý vị. Cứ mở lên là có cặp đôi họ đang trò chuyện với nhau. Và nhiều cặp bấm nút thì sẽ có nhiều hạnh phúc sẽ lan tỏa khắp mọi nơi. Đó là những gì chúng tôi luôn luôn muốn thưa quý vị chứng kiến và theo dõi trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Cái mối tình đầu tiên là con thích cái anh đó trong trong lớp cuối năm, là tự nhiên thấy anh có bạn gái. Trời ơi, dạ. Con không nói trước. Tình thứ hai là con với bạn đó là cũng là từ bạn thân, rồi xong đụng cái là cũng cưới vợ luôn. Trời ơi, sao cái số con hay đụng cái quá vậy con? Dạ em có một mối tình. Tụi có đụng cái không? Chị nắm tay thôi. Nắm tay thôi, không làm gì hết nên người ta chia tay đó. Nó hung được người yêu là cái nào chưa mà. Chưa có hung được cái nào, tại chưa hung nên người ta chia tay nè. Dạ, rồi từ đó tới giờ em chưa có quen ai nữa. Mấy năm rồi? À, 13 năm rồi. 13 năm rồi. Trời ơi. Chàng trai còn trong trắng. Đúng. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Rồi mời em gái ngồi nào. Bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin chúc hai MC anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia và quý vị khán giả ngồi đây một buổi tối thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Em tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 89. Hải đến từ đâu? Em đến từ Gia Lai. Hiện tại giờ em đang làm việc trong Sài Gòn. Em làm việc gì? Em làm bên điện lạnh. Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình nè. Con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Thị Mỹ Ngân, em 29 tuổi, em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm dược sĩ bán hàng tại nhà thuốc ạ. Ở Sài Gòn là em ở với ai nè? Ở Sài Gòn thì em ở với bạn bè. Ưu điểm khuyết điểm của Hải là gì? Em ưu điểm là em vui vẻ, em thích nói chuyện với bạn bè nhiều. Khuyết điểm em là hay nhút nhát. Có tật xấu gì không Hải? Lúc trước em có hút thuốc nhiều, bây giờ em bỏ lâu rồi. Rồi, đó là sở lịch của nhà dạ, trai. Chào rồi, chú. Chào nhà gái. Nhà gái thì sao? Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Nói trong mày. Ưu điểm của em á là chăm chỉ trong công việc, hòa đồng với mọi người. Em thích biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Còn khuyết điểm của con á là cũng như là có đôi lúc con hay rụt rè, con là hay quên nữa. Hay quên. Dạ. Bây giờ là mình nói cho nhà trai biết đi, mình có mấy mối tình rồi. Con thực sự thì chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Con tới tìm hiểu một vài mối nhưng mà nó không có đi đến đâu hết. Cái mối tình đầu tiên là con thích cái anh đó trong lớp. Xong rồi là cuối năm là tự nhiên thấy anh có bạn gái. Trời ơi, dạ. Con không nói trước. Còn cái tình thứ hai là con với bạn đó là cũng là từ bạn thân. Xong rồi đi cũng hai người cũng có đi lên một xíu rồi là tình yêu. Rồi xong đụng cái là cũng cưới vợ luôn. Trời ơi, sao cái số con hay đụng cái quá vậy con? Dứt quá tam nha. Dạ. Cái này vô làm luôn á. Chàng trai này sáng sủa đẹp để trai. Coi tình duyên thổ đúng trước rồi. Coi nó như thế nào. Coi tình duyên sao tôi thấy cũng đẹp trai. Sao thôi, chị? Tình duyên dạ. Sao nói chị Lan nghe coi. Dạ em có một mối tình. Một mối à hả? Dạ. Rồi có đụng cái không? Dạ không. Chị nắm tay thôi. Nắm tay thôi ha, rồi dạ. Sao vừa chia tay? Dạ. Hay là tại nắm tay thôi, không làm gì hết nên người ta chia tay đó? Dạ không, do đó cũng lâu rồi, năm em 21 tuổi, từ trẻ. Nó hung được người yêu là cái nào chưa mà. Chưa có hung được cái nào, tại chưa hung nên người ta chia tay nè. Dạ. Phải không? Dạ, rồi từ đó tới giờ em chưa có quen ai nữa. Mấy năm rồi? Dạ, cũng 13 năm rồi ạ. 13 năm rồi. Hồi đó quen bạn gái đó là có hung người ta chưa? Dạ chưa, nắm tay rồi. Mới nắm tay thôi hả? Trời ơi. Chàng trai còn trong trắng. Đúng. Còn cô gái này cũng vậy, đúng không? Dạ đúng. Bờ môi này ăn cơm với cá có bao giờ thơm má ai đâu, đúng không? Rồi dạ. Bây giờ nè, con có mẫu hình lý tưởng gì không? Chỉ mong là bạn trai là chăm chỉ, lo làm ăn. Con không thích là bạn hút thuốc, xa vào tệ nạn xã hội, cờ bạc hoặc là đá gà được đó. Không đá gà đó hả? Dạ. Đá dịch được không? Dạ, dịch. Hả? Đá dịch được không? Dạ, chắc được. Chắc được hả? Dịch nó đâu có đá. Nhà trai bên chú là hiền lành lắm, còn gì nữa không con? Cao hơn con một chút cũng được, cao khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi được, dạ. sáng lạng luôn. Có cờ bạc, rượu chè, đá gà, đá dịch gì không? Dạ không ạ, em không biết luôn.
Rồi nhu cầu của em sao? Mong muốn có bạn gái như thế nào? Em cũng không đòi hỏi cao, em chỉ muốn bạn gái hiền lành, hòa đồng và vui vẻ được. Vậy thôi hả? Dạ. Vui vẻ rồi hả? Dạ. Người ta cung cấp thuốc, lấy thuốc cho bệnh nhân thôi, hiền lành lắm. Ừ. Không? Hôm nay là em đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn hả? Làm chung. Bạn Hải đâu? Rồi. Dạ. Dạ con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Con thấy bạn gái này có hợp với Hải không? Nãy giờ nói chuyện con thấy sao? Chị cũng dễ thương, cũng thấy cũng hợp. Con có bồ chưa? Dạ con có vợ rồi. Bạn có vợ rồi mà không chỉ cho bạn người ta lấy vợ đi. Để người ta cô đơn 13 năm. Ác ghê vậy. Có giờ nó rủ đi tầm bậy tầm bạ không? Dạ không. Dễ gì dám nói có về vợ quýnh chứ. Con đi với ai con? Dạ hôm nay con đi với bạn học của con và bạn đồng nghiệp ạ. Dạ con xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Trời giọng sao nhỏ nhẹ vậy? Dạ. Con dược sĩ luôn hả? Dạ đúng rồi, con là dược sĩ, con là em của chị đó. Em ruột hả? Dạ không, em làm chung ạ. À. Dạ. Con thấy nãy giờ thì anh bên đây thì rất là dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy cũng rất là hợp với tính của chị. Còn để hiểu nhiều hơn thì đợi hai người tìm hiểu thì mới biết được. Chị dạ. Còn hiền không? Chị rất là hiền, rất là dễ thương luôn ạ. À, hai anh chị này hiền quá, lấy nhau về lỡ bị người ta ăn hiếp rồi sao? Không, khi mà mình hiền thì mình nói chuyện tử tế thì chắc cũng không ai ăn hiếp mình đâu. Thấy chưa? Dạ. Trời ơi, giọng thấy thương sao không? Dễ rồi. Thương. Rồi, mở rào. Em chào anh em. Em cũng có món quà để tặng anh. Dạ, cảm ơn. Tặng em món quà, chúc em lúc nào cũng xinh tươi như món quà này. À, giờ em cảm ơn. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau như thế nào nè? Cảm nhận đầu tiên gặp anh thì em cũng thấy anh là hiền lành, dễ thương. Ừ, nhìn mà nghe nói là anh có hút thuốc, là anh không biết là anh còn hút thuốc không? Không, anh bỏ lâu rồi. Bỏ lâu. Rồi anh thấy em thế nào ạ? Có đạt cái đủ cái tiêu chuẩn của anh không? À, thấy em rất là dễ thương, hiền lành. Nói chung là anh rất thích. Thì em đến với chương trình này hôm nay thì em thật sự là nghiêm túc. Nói chung là em cũng mong muốn tìm được cái người mà yêu thương em thật lòng. Nói chung là ba mẹ cũng hối thúc em như lắm rồi. Thì em lên đây là em muốn tìm kiếm cái tình yêu đích thực của em. Tụi mình là có duyên thì mới gặp nhau tại đây. Thì em cũng mong anh là có thể cho mình được cơ hội để mình tiến xa hơn. Tìm hiểu lâu dài, nếu mà được thì mình tiến tới hôn nhân luôn. À, anh cũng vậy. Yeah. Cha mẹ cũng hối thúc nhiều. Mà anh cũng muốn tìm một người bạn đời hợp với mình hơn. Nói chung anh đến đây cũng là rất là nghiêm túc. Yeah. Rồi bây giờ hai đứa nói nhau nè. Về nhà thì anh sẽ làm gì trong gia đình? Em sẽ làm gì trong gia đình? Về nhà thì mọi việc em cứ làm về. Nếu mà mệt thì em cứ nghỉ. Để anh lo. Công việc của em thì cũng hơi bận rộn. Nếu mà em quen anh thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho anh. Em có thể giảm giờ làm xuống để hai tụi mình có thể đi chơi, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Hai hỏi coi chừng nào thì mình kết hôn được. À, nếu mà chúng mình tiến tới được với nhau thì chừng nào em có dự định kết hôn được? À, dự định của em thì nếu mà khoảng 1 năm đến 1.5 năm, nếu tụi mình tìm hiểu thì có thể là tiến tới hôn nhân được. À, anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ hãy nói cho nhà gái biết đi, em đã chuẩn bị gì để lấy vợ rồi? À, anh đã chuẩn bị tinh thần và giống như là một khoản tiết kiệm để xây dựng một cuộc sống gia đình rồi. Có tiết kiệm luôn rồi đó. Khoản tiết kiệm khá không? Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Khoảng nhiêu? Dạ khoảng 600 ạ. Dạ khoảng 600 ạ. Đâu rồi? 600.000 hay 600 triệu? Dạ 600 triệu. Dạ 600 triệu. Ngon ạ. Đám cưới dư luôn. Dạ. Đất đai sao? Dạ thì em chưa có đất ạ. Đất thì mình dưới quê thôi ạ. Rồi thì đứng lên. Đây. Hai đứa đứng gần chút trò chuyện cho dễ hơn. Đó. Bây giờ Hải nói với lại bạn gái đi. Nếu mà lấy nhau về đó thì em có ghen không? Anh đi chơi với bạn thì em có ghen không? À, em thì em đề cao sự chung thủy trong tình yêu. Nếu mà anh đi đâu thì anh nói với em một tiếng là được rồi. Em cũng không có ghen đâu. Dạ. À, anh cũng vậy. Anh cũng mong em như vậy. Dạ. Sau này em có đi với bạn gì nữa thì nói với anh thì anh cũng hiểu. Dạ. Bây giờ Hải nói chuyện với bạn gái, thấy bạn gái sao, nói cho bạn gái biết đi. Em rất dễ thương, xinh đẹp.
Làm anh có mong muốn gì không, nói luôn. Là em đẹp anh quên cả lối về luôn. Em đẹp anh quên cả lối về luôn. Trời ơi. Dễ thương quá. Mong muốn em hãy cho anh một cơ hội để được bấm nút, để anh được đưa em, dắt tay em sang đoạn đường còn lại. Rồi. Dễ thương. Để ghế ngồi nào. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ đưa ra quyết định nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Chúc mừng. Hai bạn rất bạn là đẹp đôi nhau. Rất là xứng đôi, rất là phù hợp với nhau. Bắt tay dữ ha. Ừ, bắt tay quá. Đối tác mới vừa xong cái hợp đồng ký rồi ha. Ký liền. Vậy là coi như ký hợp đồng chung thân đó. Chút xíu anh dắt em ra nghe. Được không? Dạ được. Ông hớn hở ghê á. Nụ hôn đầu tiên. Dạ, vui. Vui. À, hôn đầu tiên. Hôn. Ngại đâu. Không có ngại. Đi. Anh ngồi lên má em nha. Dạ. Thấy sao? Dạ, thấy cho vui sao? Vui hả? Dạ. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Cố gắng là yêu thương nhau, tìm hiểu nhau kỹ xong rồi mình tiến tới hôn nhân nha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, đi nha. Chưa dẫn quà. Chưa dẫn đi rồi. Dễ sợ luôn á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Bánh cookies rắc hạt Goodie Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia tốt cho sức khỏe. Cùng với thiết kế màu vàng sang trọng, tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goodie Gold trọn kết nối, thêm yêu thương, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Chương trình xin được gửi tặng một túi mặt nạ Lululun, mặt nạ số 1 tại Nhật Bản, do em shop độc quyền phân phối online tại Việt Nam. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em cũng chúc chương trình ngày càng phát triển. Rồi, nào đưa bạn gái dạ, đi chơi em đi. Em cũng gửi lời cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có thể tham gia. Dạ. Rồi, nào đám cưới Mỹ Tho mời chú về nha. Dạ, dạ. Okay. Chú. Cảm ơn chị. Cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhanh tay đến với cặp đôi tiếp theo. Em là bố đơn thân, cho nên là về công việc nội trợ gia đình em đều làm cũng khá tốt. Em với bà xã chia tay nhau lâu chưa? Cũng được 2 năm rồi. Mình ở với nhau mấy năm thì chia tay em? Dạ, ở với nhau 7 năm. 7 năm? Dạ. À, cũng có gì căng thẳng lắm mới chia tay nè. Dạ, dạ. Lỗi do em nhiều không? Chắc lỗi cũng cả hai người thì mới đi đến như vậy. Thật ra thì Hoa cần nhất là một người đàn ông tử tế. Hiện mình phải đang sống cùng với con gái. Thế thì đây cái còn nhất đây là người đàn ông đó phải có đủ cái sự bao dung, đặc biệt là thấu hiểu nữa, để có thể chia sẻ được. Nếu như mà đã chấp nhận thì không có kiểu như là con anh, con tôi hay là gì hả? Kiểu như thế. Đúng rồi. Mời nhà trai. Anh chào anh. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, em gái ngồi đi. Rồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn gái bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em họ tên đầy đủ là Phạm Văn Sơn. Em sinh năm 1986, em quê quán ở Nghệ An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở bên Hòa Đồng Nai. Em làm gì Sơn? Dạ, công việc của em là bên kỹ thuật bên điện tự động. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình tên là Võ Thị Hoa, sinh 1986 và quê ở Bình Định. Hiện bây giờ thì mình đang là phụ trách về phòng nhân sự cho một công ty xây dựng công trình giao thông ở tại Thủ Đức. Ở đây thì Hoa sống với ai? Hiện bây giờ thì Hoa đang sống cùng với con gái. À. Em nói cho nhà gái nghe ưu điểm và khuyết điểm của mình đi em. Em là một người năng động trong cuộc sống. Em là bố đơn thân, cho nên là về công việc nội trợ gia đình em đều làm cũng khá tốt. Ừ. Bố đơn thân hả? Dạ, em là bố. Em có mấy người con? Dạ, em một người con. Trai hay gái? Dạ em con gái. Con gái hay mấy tuổi rồi em? Dạ gái năm nay 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi, chăm lo con gái cũng vất vả lắm nha. Dạ. Em với bà xã chia tay nhau lâu chưa? Cũng được 2 năm rồi. 2 năm. Mình ở với nhau mấy năm thì chia tay em? Dạ ở với nhau 7 năm.
7 năm. Dạ. À, cũng có gì căng thẳng lắm mới chia tay nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Lỗi do em nhiều không? Chắc lỗi cũng cả hai người thì mới đi đến như vậy. Nhưng mà mình phải nhận ra cái lỗi mình trước để chi để mình thay đổi thôi chứ không gì trơn á. Theo em nghĩ thì lỗi của em thì có thể là thời gian lúc đó thì sinh em bé ra thì em xin đi làm ca đêm cố định. Thời điểm giãn cách xã hội thì bé em lại về quê. Thì hai vợ chồng trong này thì em đi làm ca đêm còn vợ làm ca ngày. Thì thời gian có thể em dành cho vợ có thể quan tâm ít đi. Đấy. Cho nên là cái quan tâm ít đó là hết sức là nguy hiểm. Dạ, dạ. Đó, lỗi mình đã nhận ra được rồi thì sau này có gia đình hoặc có người yêu gì đó thì mình phải quan tâm người yêu hoặc vợ nhiều hơn nữa nha. Dạ. Nhà gái thì sao nè? Ưu điểm, khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, dạ, gái. Dạ. Khuyết điểm của em đó là khi mà em giận đó, thì em không có nói. Im ru bà rù luôn. Dạ vâng ạ. Ta hỏi cũng không nói luôn. Dạ không. Rồi, sao người ta biết mình giận? Chính bởi vậy cho nên là em cảm thấy là mình cần phải khắc phục lại cái nhiều điểm đó của mình đó. Đúng rồi, giận thì nói tôi giận. Giận cái gì tôi giận đó? Cái gì thì tôi phải nói. Tiếp theo nữa là về nhà mà thấy nhà cửa mà cứ tan hoang ra xong không bị gọn, không được gọn gàng, không được sạch sẽ là bắt đầu là nổi cơn lên. Nổi cơn lên. Cậu. Rồi, đường tình duyên sao? Em ly hôn năm 2018. Em có hai đứa con. Con trai là sinh năm 2012, một đứa con gái 2013. Hiện bây giờ thì em đang ở với con gái, còn con trai thì đang ở nhà nội. Vậy đi làm về là phải lo chăm sóc con gái nữa. Bé thì nó có thể tự lập hết rồi. Ồ, buổi tốt rồi. Dạ vâng, buổi sáng thì chỉ có hai mẹ con đưa nhau đi học thôi. Xong rồi buổi chiều thì hai mẹ con đón nhau về rồi nấu nhau cho nhau ăn. Còn hôm nào mà mẹ làm tăng ca thì con sẽ tự lo ấm cái bụng của mình được rồi. Bây giờ nè, em muốn có một người vợ tương lai là sao? Em nói cho anh nghe thử coi có giống bên kia. Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Mong muốn của em tìm một người vợ tương lai, thứ nhất là hiểu được cái hoàn cảnh của em và thông cảm cho em, có cá tính một xíu. Có nghĩa là ví dụ như mình đi chơi đâu đó thì có tất cả mọi người thì mình có thể là người tạo niềm vui. Bạn bên kia làm được á, bạn bên kia rất là thông minh mà lanh lợi đó. Chủ động, bạn bên đây là đó. Chủ động trong cuộc sống. Còn Hoa thì sao? Hoa mong muốn người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao hơn Hoa. Thật ra thì Hoa cần nhất là một người đàn ông tử tế. Bây giờ thì kiểu như là cũng đã từng đổ vỡ rồi. Cho nên là hiện mình phải đang sống cùng với con gái. Thế thì đại cái còn nhất là người đàn ông đó phải có đủ cái sự bao dung, đặc biệt là thấu hiểu nữa, để có thể chia sẻ được. Nếu như mà đã chấp nhận thì không có kiểu như là con anh, con tôi hay là gì cả. Kiểu như thế. Đúng rồi. Rồi chúng ta đã rõ sơ sơ về nhau rồi. Giờ gặp người thân đi, Hoa đi với ai? Không có đi cùng với người thân được. Rồi, để đó, có Lan nè. Có Lan. Có Lan. Sao, bên kia đi với ai? Dạ em đi với anh em. Rồi em, dạ. Chào nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào bên nhà gái, chào em. Em là Trần Thế Dũng, là anh họ của Sơn. Sơn thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì cũng là một cái duyên. Thì hai bạn có trao nhau cơ hội để tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sơn. Mạnh dạn bước qua. Nay có duyên gặp em ở đây thì anh hy vọng rằng bó hoa này sẽ là một điểm xuất phát cho chuyến xe tình yêu của anh và em đi đến hết chặng đường còn lại. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà. Đây là cuốn sách mà em vừa mới chọn. Cuốn sách này thì có tựa đề là Giết chết con quỷ trong bạn. Nếu như mà hôm nay mình có thể bấm nút với nhau được thì em mong rằng là có thể mỗi ngày sẽ nghe anh chia sẻ về những gì anh đọc được trong cuốn sách này. Đúng, sẵn sàng. Ở đây thì em có một bài thơ mà hôm qua em mới làm dở dở. Tuy nhiên là cái bài thơ này nó chưa có được hoàn hảo câu cuối. Thì em mong là cái câu cuối này anh sẽ điền vào. Tựa đề của bài thơ này là Mưa ơi đừng rơi nữa. Mưa lớn quá, mưa làm lòng em lạnh. Gió xào xạc như những trận cuồng phong. Bước chân em đi nhanh rồi lại tắt. Tiếng lòng em như khắc khoải đợi chờ ai. Có phải anh đang chờ em phía trước? Trong phút chốc em như nài như giận. Bao ấm ức vỡ òa trong nước mắt. Đôi vai gầy nhún nhảy gọi mưa ơi. Mưa làm chi cho khóe mắt em cay. Cho thêm sầu thêm tủi lại thương mình. Chân bước lạc chơi vơi trong quả ngập. Mắt nhạt nhòa môi em lập cập ruột. Đưa ánh mắt thấp thoáng lạc màu muôn. Với cánh tay em như thấy bóng hình. Rồi lẩm nhẩm sao giờ anh mới đến. Còn câu cuối để cho anh đọc. Hy vọng rằng
mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau và có một kết quả tốt đẹp, mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Rồi, mời hai bạn. Bạn gái đọc thơ rồi bạn nam thể hiện tài năng của mình chút đi. Vâng, thì em cũng xin hát một khúc thôi. Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kêu xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước, anh sẽ như là chiếc gương, để được em soi, được em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước, anh sẽ như là chiếc son môi, để được em bôi, ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Anh là con trai anh nói trước ha. Dạ vâng ạ. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy em rất là dễ thương. Có thể cũng là một người mà anh cần để ở bên anh suốt chặng đường còn lại. Hiện tại đây thì anh đang sống với con gái của anh. Còn về công việc thì một tuần anh cũng làm 4 buổi, còn anh nghỉ 3 buổi. Thì em có thể muốn là anh sắp xếp thời gian như thế nào để dành cho em? Em thì không có quá khắt khe về thời gian, cho nên là cái việc mà thời gian dành cho nhau thì mình có thể thu xếp được. Mặc dù là em ly hôn đã 5 năm rồi, nhưng mà hôm nay em mới lấy hết can đảm để đến đây. Thứ nhất là muốn tìm một người để, mặc dù có thể là người phụ nữ họ mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, phía sau màn đêm thì họ cũng sẽ cần đến một bờ vai, không phải để tựa vào mãi mãi, mà để có thể khi em khóc thì có thể ai đó sẽ hiểu được. Còn về những thứ khác thì tất cả mình có thể thương lượng được trong cuộc sống. Anh cũng có một bé gái, em cũng có một bé gái đang sống với em, đúng không? Thì anh không quan niệm là con anh hay là con em. Dạ. Đã là về với nhau thì con là con của chúng mình hết. Mình đều phải dành cái sự yêu thương cho con như nhau. Và đặc biệt có thể mình phải dừng nhiều hơn nữa. Tại vì con mình đã thiệt thòi rồi, thiệt thòi hơn so với những đứa bé khác. Anh đang ở với ai? Ngoài con gái của anh ra thì anh thì đang sống anh không? Hiện tại thì đang ở với con gái thôi. Còn thỉnh thoảng thì cũng có mẹ anh vào hỗ trợ của anh. Nhưng mà ở nhà ai? Nhà của anh. Mình phải hỏi cho tới luôn. Dạ vâng ạ, dạ vâng. Nghĩa là giờ em có nhà riêng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái điều gọi là ổn định đó. Anh có những cái chỉ tiêu nào khác về cái người phụ nữ mà sẽ đi cùng với anh và con anh hay không? Thông cảm cho nhau và yêu thương nhau. Theo anh nghĩ là có yêu thương thì sẽ có tất cả. Như người ta nói là có nắng thì hoa sẽ nở, có gió mây sẽ bay, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Okay, em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ mình trao đổi với nhau chút xíu nào. Em trai tới nắm tay bạn gái đi. Bây giờ nếu hai đứa đến với nhau thì mình ở đâu? Ở nhìn thẳng vào mặt nhau nói đi nào. Nếu mà mình về với nhau thì em muốn mình ở đâu? Tại vì anh ở bên Hòa Đồng Nai thì anh cũng có nhà riêng ở dưới đó. Cái việc mà ở Đồng Nai thì cũng không phải là vấn đề khó khăn, ở đâu cũng được. Vậy là mình quyết định nếu như mà về với nhau thì mình về bên Hòa ha. Nếu mà mình quen nhau thì em muốn mình tìm hiểu bao lâu thì mình có thể tới với nhau? Thời gian nó không có nói lên được điều gì hết. Quan trọng nhất là trong thời gian tìm hiểu đó mình cảm thấy là thứ nhất là đủ yêu thương, thứ hai là đủ thấu hiểu. Và thứ ba nữa là phải được hai tiểu công chúa mình đồng ý. Thì anh sẽ cố gắng không bao giờ xảy ra những vấn đề mà sai sót trong cái quá khứ của anh nữa. Ok. Yeah. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta đủ lớn, đủ bản lĩnh để có thể quyết định cho cuộc đời của mình. Thích thì bấm, không thích thì chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Và bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Bấm một lượt mới hay chứ. Chúc mừng hai bạn. Các bạn. Rồi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Một nụ hôn đầu tiên. Đó.
Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Bánh cookies rắc hạt Goody Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia tốt cho sức khỏe. Cùng với thiết kế màu vàng sang trọng, tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goody Gold chọn kết nối thêm yêu thương, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Chương trình xin được gửi tặng một túi mặt nạ Lululun, mặt nạ số 1 tại Nhật Bản, do em shop độc quyền phân phối online tại Việt Nam. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc. À, anh cảm ơn em. Rồi. Mời hai bạn đi đường này nè. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi ngày hôm nay. Những cái cảm xúc bây giờ chắc chắn quý vị cũng đang ngồi suy nghĩ, không biết là họ bấm nút xong rồi chừng nào họ kết hôn. Tôi tin rằng điều đó sẽ đến rất là sớm. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ bảy và 20h20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.